Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay đi bẫy trà màu này. Vào trà màu này. Một đàn trà màu rất là nhiều luôn. Wow! Các bác nhìn này. Ghê chưa? Wow! Nhìn này. Nhìn này. Thì bạn cong hết lưới xuống mà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 con. Wow, còn sống mấy con đấy này. Chỗ này còn sống bao nhiêu con đấy? Wow, các bác nhìn này. Phê quá các bác ơi. Ui. Đây là lưới nó cong xuống đấy, không là còn được nhiều ấy. Ui, vừa bay qua trên kìa. Bây giờ em sẽ để xuống và em bắt nhá. Bắt nhá, các bác nhìn này. Ui. Cong hết lưới xuống rồi. Ui xôi ôi. Các bác ơi, cởi từ lúc nãy bây giờ vẫn còn bốn con này, bốn con. Wow. Còn bốn con nhé. Đàn này nhiều lắm các bác ơi, nhiều lắm, nhiều, rất nhiều luôn. Đàn này cực nhiều các bạn ạ. Ui con này này. Nhìn ở chân nó này. To cực luôn. Con chim năm nay thôi. Nhưng mà nhìn chân dưỡng tá nó to cực luôn. Bây giờ 12 giờ trưa nhé. Đây là chưa đuổi. Đây mới có một cái lưới 20m thôi. Nếu mà lúc nãy từ nhà lấy đi khoảng mấy cái lưới, xong lấy cái xào cao hơn nữa thì nhiều hơn, nhiều phết đấy các bác ạ. Bởi vì lười không lấy xào đi, nên lấy cái cây rừng nó ngắn lắm. Mười mấy con mà cởi lâu phết đấy các bác ạ.
Con này cởi khó phết đấy các bạn. Nó ui ui, chắc phải xé đi một hai sợi. Ở đây có con mi mái này đang chùy chùy này. Mi mái ở đây mấy hôm rồi đấy. Bây giờ phải bẫy được mấy con bây giờ đã hot này mới phải ghê này. Khôn lắm, mấy con này đầu đàn nó khôn lắm. Sắp vào các bạn. Ui rồi ôi. Thế này bao cho các bác là bao cởi khó luôn, không phải là bao không dính nữa, không phải sợ không dính nữa mà sợ các bác cởi khó ấy. Sang bên này ra rồi này bác này, ta nhìn này chân này to cực luôn đấy, con này con trống này, nhìn này chân to cực, mỏ này, con này người to to ấy, con nhìn điếm này gần chạm đến cơ mà, điếm nó gần chạm rồi, con này mình để nuôi thôi. Ba con.
Thôi bác ơi, con này con mái này, chân nó ngắn lắm. Nè, các bác nhìn chân này, ngắn lắm. Đây, con chim mái như này. Bây giờ mình sẽ thả nó đi thôi, thả con chim mái đi. Mình vừa thả con chim mái đi rồi, con chim mái mình không lấy đâu. Các bác ơi, con này là con chim non mình cũng không lấy đâu, mình sẽ thả nó đi. Thả nó đi. Nó mệt quá rồi, tí nó không bay lên được các bác ạ. Bởi nó mệt. Đấy, nó kìa, tí nó không bay được. Yếu quá. Còn con này nữa mình cũng thả đi nốt thôi. Mình cởi ra mình sẽ thả đi nốt. Thế này mà còn chạy đâu được các bác nhỉ?
Quay, mấy hôm nay ốm, khó chịu. Thế này cơ mà các bác, nhìn này. Ôi, nó làm cái túi như này mà. Đây có chim mái hết này. Con này con mái, con lúc nãy con mái. Ba con mái. Im để ta cười nào. Đây các bác ơi, thả đi tiếp này, thả tiếp, thả tiếp, thả tiếp, thả tiếp đấy. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Còn con này không phải con trà màu nữa này, con này không phải con trà màu, không biết con gì đây, chim gì đây. Thả nốt. Bây giờ mình xin tạm dừng video đấy nha các bác nhá.